Baby bus. Học với Hoa Hoa. Hôm nay chúng ta sẽ đi tàu cao tốc đến bãi biển. Các bạn nhỏ, các bạn có muốn đi cùng chúng mình không? Kiki ơi, nhanh lên nào. Tớ đang tới đây. Chúng ta hãy cùng đi nào. Khối ma thuật, đi nào. Điểm đến được xác nhận. Đi nào. Thế giới thật thú vị. Hãy cùng đi khám phá những điều bí ẩn. Qua qua ơi, chúng ta đang ở ga tàu. Em, tàu cao tốc ở đâu vậy? Chúng ta cần mua vé để vào ga. Sau đó chúng ta có thể thấy tàu cao tốc. Đi thôi. Qua qua ơi, đây là máy bán vé tự phục vụ. Chúng ta có thể mua vé ở đây. Vui lòng đặt thẻ ID của bạn trong khu vực quét. Kiki đã xác minh. Qua qua đã xác minh. Vui lòng chọn điểm đến của bạn. Qua qua ơi, chúng ta đang ở trạm đầu tiên. Nếu muốn đi tắm biển, chúng ta phải xuống ở trạm thứ ba. Em, nhà ga thứ ba ư? Đó là nhà ga nào vậy? Mình sẽ cho bạn biết đáp án. Hãy làm một bài kiểm tra. Ở đây có bao nhiêu chiếc xe? Bạn làm được rồi. Ở đây có 3 chiếc xe. Để tìm ra chiếc xe nào là chiếc thứ 3, hãy đếm từ trái sang phải. Chiếc xe đầu tiên, chiếc xe thứ 2, chiếc xe thứ 3. Mình hiểu rồi. Vậy từ trái sang phải, đây là chiếc xe ô tô thứ 3. Bạn thật thông minh. Quạt, quạt, mình học được rồi. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có thể cùng qua qua đếm từ trái sang phải và tìm ra trạm thứ 3 không? Trạm thứ 3, tìm thấy nó rồi. Làm tốt lắm. Lộ trình đã được xác nhận. Vui lòng tiến hành thanh toán. Thanh toán thành công. Vé đang được in. Xin vui lòng lấy vé của bạn. Vé đã sẵn sàng. Hãy check in nào. Được thôi. Wow. Tàu cao tốc. Vù vù. Qua qua ơi, lên tàu thôi. Đi thôi. Các bạn nhỏ, các bạn có thể giúp chúng mình tìm chỗ ngồi không? Chỗ ngồi của tớ là thứ 6 từ bên trái sang. Chỗ ngồi của tớ là thứ 5 từ bên trái sang. Hành khách lưu ý, tàu cao tốc sắp khởi hành. Tàu đã khởi hành, hướng tới điểm đến của chúng ta. Các hành khách thân mến, chúng ta đang tới nhà ga thứ 2. Vui lòng mang theo tất cả đồ đạc khi bạn xuống tàu. Hành khách lưu ý, tàu cao tốc sắp khởi hành. Hãy bắt đầu chuyến tàu và di chuyển hết tốc lực về phía trước. Các hành khách thân mến, chúng ta đang đến trạm thứ 3. Qua qua ơi, chúng ta đã đến rồi. Bãi biển, đại dương, chúng tớ tới đây. Ha ha, hãy xuống tàu thôi. Quạt, quạt, bãi biển vui quá. Kiki ơi, chúng ta hãy đi bơi thôi. Không, tớ ở đây được rồi. Ha 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 ha, Kiki, cậu không biết bơi à? Tại sao chúng ta không tới đó và xem thử xem? Đến đây xem này, mở vỏ sò ra để lấy ngọc trai nào. Hả? Ở đó ồn ào quá. Đúng rồi, hãy tới đó xem thử xem. Con có muốn mở vỏ sò ra không? Ngọc trai này, cháu muốn thử. Được rồi, để ông nói cho con một bí mật này.
Vỏ sò thứ ba có ngọc trai bên trong đấy. Nhìn tớ này. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Không có ngọc trai. Để tớ thử. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba. Wow! Đó là ngọc trai. Tại sao Kiki bắt đầu đếm từ phía bên kia? Mình sẽ cho bạn biết đáp án. Có 6 viên kẹo ở đây. Nếu chúng ta đếm từ trái sang phải, chúng ta phải bắt đầu từ phía ngoài cùng bên trái. Và đây là viên kẹo đầu tiên. Viên kẹo đầu tiên. Viên kẹo thứ hai, viên kẹo thứ ba. Viên kẹo thứ ba có màu đỏ. Nhưng nếu chúng ta đếm từ phải sang trái, chúng ta phải bắt đầu từ ngoài cùng bên phải. Và đây là viên kẹo đầu tiên. Viên kẹo đầu tiên. Viên kẹo thứ hai, viên kẹo thứ ba. Khi đó viên kẹo thứ ba có màu xanh lá cây. Mình hiểu rồi. Với viên thứ ba, nếu chúng ta tính từ các phía khác nhau, kết quả có thể sẽ khác nhau. Bạn thật thông minh. Quạt, quạt, mình học được rồi. Vỏ sò thứ 6 từ bên trái sang có ngọc trai bên trong đấy. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có thể giúp Qua Qua tìm vỏ sò nơi cất giấu. Chúc mừng con. Vỏ sò thứ 4 từ bên phải sang có ngọc trai bên trong đấy. Chúng mình đã có những viên ngọc trai. Vỏ sò thứ 5 từ bên trái sang có ngọc trai bên trong đấy. Tuyệt vời. Xem này, Kiki, tớ có rất nhiều ngọc trai. Tớ sẽ làm một chiếc vòng cổ cho mẹ. Ý hay đấy. Hãy sâu lại với nhau thành một chiếc vòng cổ nhé. Được thôi. Chiếc vòng cổ đã xong. Nó đẹp quá. Mẹ sẽ thích nó đấy. Quạt, quạt, quạt. Hôm nay là một ngày rất vui. Thực hành với Qua Qua. Bạn nhỏ nào ở vị trí đầu tiên? Bạn nhỏ nào ở vị trí thứ ba? Bạn nhỏ nào ở vị trí thứ năm? Hãy giúp tôi lấy món đồ chơi thứ ba từ bên trái sang nhé. Di chuyển cần điều khiển để tìm đồ chơi bạn ấy muốn. Nhấn nút và lấy đồ chơi. Đúng là nó đấy. Bạn có thể giúp mình lấy món đồ chơi thứ hai từ bên phải sang được không? Đúng là nó đấy. Tớ muốn lấy món đồ chơi thứ tư từ bên trái sang. Đúng là nó đấy. Làm với Qua Qua. Mẹ ơi, mẹ có biết bút sáp màu của con ở đâu không? Những cây bút sáp màu nằm trong ngăn kéo thứ ba từ trên xuống. Ngăn kéo thứ ba từ trên xuống. 1, 2, 3. Ha ha, con tìm thấy nó rồi. Con đã tìm thấy nó rất nhanh. Con làm tốt lắm. Cùng tô màu bức tranh nào. Được thôi. Mẹ sẽ bắt đầu với bông hoa đầu tiên từ bên trái sang. Con có thể tô màu cho bông hoa thứ ba từ bên trái sang. Mẹ sẽ tô màu bông hoa thứ hai từ bên phải sang. Con có thể tô màu bông hoa thứ tư từ bên phải sang được không? Đẹp quá, mẹ sẽ tô màu bông hoa cuối cùng. Và bức tranh đã hoàn thành.
quạt, quạt, quạt. Các con cũng có thể cùng bố mẹ tô màu ở những khu vực được chỉ định. Và xem ai có thể tô màu nhanh và đẹp nhé. Có ta ở đây, các bạn không thể tiến xa hơn được. Các bạn nhỏ, hãy cùng giúp chúng tôi đánh bại hổ Phi Phi. Trả lời các câu hỏi và thu thập năng lượng sao để đánh bại hổ Phi Phi. Tớ muốn một quả dưa chuột mỏng. Ha ha, đúng cái này rồi. Câu trả lời đúng. Quạt quạt tăng năng lượng. Những hạt vòng đã bị rơi ra, hãy thực hiện theo quy luật và sâu các hạt lại với nhau nhé. Bạn làm được rồi. Bạn làm được rồi. Bạn có thể lấy giúp mình cuốn sách mỏng được không? Bạn làm được rồi. Sắp xếp chúng theo thứ tự từ dày đến mỏng. Hãy nhấn vào dấu tích để xác nhận. Bạn làm được rồi. Bạn làm được rồi. Cùng nhau đếm nhé. Có bao nhiêu bạn động vật nhỏ ở đó? Bạn làm được rồi. Cậu có biết bên nào nặng hơn không? Bạn làm được rồi. Hãy đặt các phần lại với nhau. Sử dụng bộ não của bạn. Phần nào có thể... Quá tuyệt, xin cảm ơn. Tất cả các phần đã xong. Không, không đúng rồi. Câu trả lời sai. Năng lượng bị hổ Phi Phi lấy đi. Bạn làm được rồi. Ồ, năng lượng đã được thu thập. Hối hoa thuật, hãy không công. Các ngươi cũng có chút năng lực đấy, nhưng ta còn có thêm một chiêu nữa. He he, thoát thân. Quạt, quạt, quạt. Giỏi quá, đây là một tấm thẻ dành cho bạn. Hãy chọn một tấm thẻ. Lần sau, hãy chơi cùng nhau nữa nhé.